các bạn thân mến. Hôm nay các bạn cùng mình tham quan những căn nhà mẫu của dự án VM Group Phú Quốc nha. Các công trình xây dựng nếu xây nhiều ngôi nhà giống như nhau thì chủ đầu tư yêu cầu phía bên nhà thầu xây dựng xây những căn nhà mẫu trước như thế này nha các bạn. Căn nhà này được thiết kế theo phong cách hai mặt tiền. Mặt này thì trên đường bộ và phía mặt sau thì hướng ra biển. Tập đoàn VNM Group thành lập vào năm 1994 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Và tập đoàn VNM Group có mặt tại Phú Quốc đã 15 năm qua và đã xây dựng rất là nhiều công trình hoành tráng luôn nha các bạn. Trong đó có khu du lịch bãi trường rộng đến 155 hectare là nơi hội tụ những khách sạn nhà nghỉ hàng đầu thế giới hiện nay. Còn đây là không gian sân mặt trước của ngôi nhà. Ở phản giữa sân lộ thiên không có nóc nha các bạn. Căn nhà mới vừa xây dựng xong nên cây xung cảnh thì chưa được đẹp mặt lắm. Căn resort với một không gian rộng lớn như thế này thì khách ở nghỉ giá tiền sẽ cao gấp vài chục lần so với phòng nghỉ nhà cao tầng được các bạn. Hồ nước ngọt này, rộng mênh mông, tắm là vô tư luôn các bạn. Ở dự án này gồm có 3 mẫu nhà. Mẫu nhà này là mẫu nhà số 1 nha. Và trước mặt chúng ta đó là nhà mẫu số 3 gồm 1 trệt 1 lầu với không gian cũng tương đương với nhà mẫu số 1. Còn đây là nhà mẫu số 2. Nhà mẫu số 2 thì diện tích không gian chỉ bằng 1/2 nhà mẫu số 1 các bạn. Dự án sẽ tiếp tục xây dựng những căn nhà còn lại đều giống như nhau ở 3 nhà mẫu trên mà chúng ta đã xem qua.